về trong giấc mơ, hình như là đợi chờ nên đứng ngoài hiên vắng. Hình như là mây trắng rộn rã lúc tan trường, hình như là vẫn vương một khung trời nho nhỏ khoảng cách bạn và tôi. Hình như nắng chia rồi, hãy về, hãy trở về tuổi thơ đầy mơ ước khát khao. Hãy cùng tay nắm chặt tay và cùng nhau khao khát tương lai rộng mở, dù phía trước đường còn dài và trông gai luôn đợi chờ. Này bạn ơi, hãy vững tin vì ta luôn bên nhau. Hãy về, hãy trở về tuổi thơ đầy mơ ước khát khao. Hãy cùng tay nắm chặt tay và cùng nhau khao khát tương lai rộng mở, dù phía trước đường còn dài và trông gai luôn đợi chờ. Này bạn ơi, hãy vững tin vì ta luôn bên nhau. Mẹ nghe con nói đi mà. Giải thích gì nói đi. Mẹ, mọi chuyện không có như mẹ nghĩ đâu. Chuyện tới nước này mà con còn nói không như mẹ nghĩ hả? Mẹ đã tin con, đúng hơn là đã từng tin con. Thôi được, mẹ tin con. Rồi sao nữa? Con dùng tình cảm đi lừa người ta, khiến người ta ra nông nổi như thế này, con còn muốn giải thích gì nữa? Không thể lợi dụng tình cảm của người khác dành cho mình như vậy. Không phải như mẹ nghĩ đâu, hoàn toàn không phải mà. Tụi con chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi. Như vậy mà gọi là tốt đó hả? Kết quả đúng như con mong đợi chứ gì. Mẹ quá thất vọng vì đã tin con. Con chơi đùa với tình cảm của người khác thì làm sao làm cho người ta tốt được. Bây giờ mọi lời giải thích của con lúc này chỉ là ngụy biện cho cái hành động sai trái của con làm thôi. Mà quan trọng nhất là con đã nói dối mẹ. Mà mẹ là ghét nhất sự dối trá, con thừa biết như vậy mà. Từ giờ trở đi, dừng tất cả mọi chuyện này lại, không có làm ăn gì nữa hết á. Mẹ hết sức chịu đựng rồi. Hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Không có chuyện đó đâu. Lan ra kìa. Để Yến coi. Đi. Vậy là sao? Thì tôi nghĩ bà có cách giải quyết của bà rồi, không có sao đâu. Nhưng mà liệu có nổi không? Sao không nổi? Từ xưa giờ á, bà thích tự giải quyết chuyện riêng của bà, hiểu không? Thôi về. Ok. Mà nè,
Có tin gì nhớ báo cho tôi biết liền nha. À, tôi về trước á. Bye. Sao mà chào đến cái vậy? Mẹ Lan không thấy, nhưng người khác thấy thì sao? Trời, tính rước quậy vào thân hay sao mà ngồi đó làm tắc kè nữa. Lan coi nè, Hiệp vẫn ngồi ở đây, có chuyện gì xảy ra đâu. Cứng đầu đến vậy là cùng. Hiệp á, dần dần nhiễm cái tính lông rồi đó nha. Tại Hiệp lo cho Lan thôi. Mẹ có làm căng lắm không? Không. Nhưng mà Lan thấy mẹ đúng. Lan nghĩ á, chúng ta nên dừng lại. Thật sự đó, tụi mình làm nhiều, mong mọi chuyện tốt đẹp hơn. Nhưng mà cuối cùng, liệu mình có kiểm soát được nổi không? Hay là mọi thứ vẫn như cũ? Lan thấy lo chuyện thiên hạ mà không lo được chuyện gia đình. Nhiều lúc Lan thấy có lỗi với mẹ lắm. Có lẽ Lan đúng. Ít ra là về chuyện kiểm soát tình hình, không phải lúc nào cũng thành công được. Lan, Lan, Lan sao vậy? Đừng có buồn nữa mà, mình sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết. Chỉ là chuyện của Lan thôi. Lan muốn xin lỗi mẹ, nhưng mà không biết phải bắt đầu ra sao nữa. Được rồi mà Lan, đợi mẹ Lan nguôi giận đã. Mọi chuyện đợi là hiểu lầm hết thôi, rồi từ từ sẽ tìm ra hướng giải quyết. Sẽ có lúc mẹ Lan hiểu là Lan chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Ừ, mà chân của Hiệp sao rồi? Còn đau lắm không? Xin lỗi nha, tại Lan mà Hiệp bị đau. Chán quá à, Lan không có làm được cái gì ra hồn hết á. Không, tại Hiệp sơ ý thôi, nó khỏi liền vợ mà. Thôi Hiệp về đi. Mất công mẹ lại thấy hai đứa, rồi không biết là hai đứa đang giấu mẹ chuyện gì nữa. Khó giải thích lắm. Ừ, Hiệp về luôn nha. Ừ. Hy vọng Lan sẽ không nghĩ tới mức mất ngủ. Lan, báo cho Lan một tin mừng nha. Mọi gì sẽ ổn thôi. Ba Hiệp sẽ cố gắng để Minh không chịu bất cứ một thiệt hại nào. Thiệt không? Ừ, yên tâm đi ngủ đi nha. Ừ. Cẩn thận đó nha. Ừ. Nè, trời ơi. Bye Lan. Ba. Lan sao rồi con? Con nghĩ là ổn, Lan tự lo liệu được. Ừ. Mà vụ thằng Cường sao rồi ba? Ổn thôi, ba đã nói chuyện với ba mẹ của thằng Cường. Dạ. Rất may là vết thương chỉ sạc vai, dạ, cảm giác phần mềm không đáng kể. Còn thằng Cường á, nó cũng vi phạm luật pháp, ba mẹ nó cũng không thể vạch mặt con mình. Hơn nữa mẹ của thằng Minh á cũng sẵn sàng trả mọi chi phí bồi thường. May quá.
Giờ tụi con chỉ có lo vụ đó thôi ba. Vậy là ổn rồi phải không ba? Tạm ổn. Nhưng những chuyện lặt vặt á thì có thể dàn xếp được. Mà bây giờ tụi con tính sao? Con có chắc là con Lan không có vấn đề gì phải không? Ba thấy mẹ của con nhỏ đó căng thẳng lắm. Thật ra con cũng chỉ hy vọng là không có chuyện gì to tát xảy ra. Có lẽ tụi con sẽ tạm dừng một thời gian ba à. Cứ bình tĩnh. Chuyện gì cũng cần phải có thời gian. Cứ nghỉ ngơi đi cho lại sức. Dạ. Thời gian qua tụi con cũng vất vả nhiều rồi. Có tính chuyện đi du lịch ở đâu không? Chắc là bây giờ tụi con chỉ cần yên tĩnh một chút thôi ba. Thôi ba nghỉ đi ba. Con xin phép về phòng nha ba. Chúc ba mẹ ngủ ngon giấc nha. Rồi rồi. Đừng có làm vậy mẹ. Con hứa sẽ không tái phạm nữa mà. Con có thể hứa điều đó với công an. Bây giờ con muốn đi với mẹ hay muốn ở lại ngồi tù? Mẹ đã cố gắng làm tất cả mọi việc vì con. Còn con thì sao? Mẹ chưa đủ khổ vì con hay sao đây? Bây giờ mẹ không thể nào còn tin con được nữa. Mẹ, con không muốn. Tất cả đến giờ này là quá đủ rồi. Mẹ nói đi là đi. Nè con, của cô 45 ngàn. Cho cô gửi tiền. Dạ con thối tiền. Dạ, cảm ơn cô. Con chào bác Bảy. Ừ, chị Thanh. Chị Bảy hả? Trời ơi, đi đâu mấy tháng nay không gặp vậy? Cũng không liên lạc gì hết vậy? Tôi có chuyện với quê. Lo công việc nhiều quá à. Sao mà dạo này thấy chị hốc hác quá vậy? Vàng ơi, sao mà xanh xao quá vậy? Có bệnh gì hả? Chị Thanh ơi, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà bối rối vậy? Nói cho tôi nghe coi. Chị nhất định phải giúp tôi nha chị. Nếu không tôi chết. Dạ dạ. Chị nhất định phải giúp dạ. tôi. Cả con Lan nữa. Thôi 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 được rồi. Có chuyện gì vô nhà nói. Ở ngoài này nói không có tiện. Đi dạ, đi dạ. Đi. Mời chị ngồi. Uống nước đi chị. Thú thiệt với chị, gia đình tôi ở dưới quê lên. Tôi đến để tôi muốn nhờ chị với lại cháu Lan. Tôi nghe mấy đứa trên này nói là Lan làm việc giúp đỡ cho thanh niên thất học. Cho nên tôi mới tới đây xin nhờ mẹ con chị giúp. Dạ không bác à, cháu đã không làm việc này nữa rồi. Bây giờ chị bình tĩnh. Chị nói cho tôi nghe coi có chuyện gì. Sao phải cần người quản lý giúp đỡ? Có phải chuyện Lâm nữa không? Nó lại muốn gì nữa hả chị? Cái thằng trời đánh đó, nó vừa dọ ba nó để tự tử đó chị. Tôi lộ quá chị ơi. Tôi đi từ dưới quê lên đây chỉ hy vọng chị Viên Lan thôi. Tôi phải trốn về quê cả tháng nay mà cũng không quan tâm với nó chị à. Chị giúp gia đình tôi. Chị phải giúp gia đình tôi, nếu không thằng nhỏ chết mất. Chị Bảy à, tôi hiểu hoàn cảnh của chị, nhưng chắc là chị phải tìm cách khác thôi. Con Lan nó không có làm việc này nữa rồi. Chị Bảy à, tôi xin chị hiểu cho tôi.
tôi cũng muốn giúp chị lắm. Nhưng chuyện khác á, thì được. Còn chuyện này á, chị biết đó, con Lan nó lớn rồi, nó có việc của nó, nó đâu có làm việc này hoài được. Thôi tôi hiểu rồi. Vậy không được hả chị? Dạ. Thôi tôi xin phép tôi về nghe chị. Chị bình tĩnh nha. Ờ chị à, bây giờ chị tính đi đâu? Để tôi kêu Lan nó đưa chị đi. Thôi không cần đâu chị. Chắc bữa nay thôi, tôi cũng không dám về nhà đâu. Tôi phải qua nhà bà con ở quận 7 rồi tôi tính sao. Thôi tôi cảm ơn chị. Dạ không có gì. Con đưa bác ra ngoài cổng nha bác Bảy. Thôi bác về nghe con. Dạ bác về. Mẹ ơi. Cái gì? Không có nói gì hết, vô ích. Mẹ nói không là không. Mẹ. Mẹ. Thôi, khỏi tính gì nữa hết đi. Bây giờ chỉ còn tôi với ông. Mà tôi cũng nói thiệt á, tôi cũng đang muốn làm chuyện của tôi. Bây giờ coi như mình giải tán được không? Có lẽ vậy. Hoặc tôi sẽ làm một mình. Ông bị điên hả? Ông muốn ôm rắc rối cho bản thân ông sao? Có sao đâu, tôi sẽ làm việc này tới cùng. Hầu hết các vụ mình làm vừa rồi á, đều do các bậc cha mẹ không thể hoặc là không biết cách quản lý con cái. Họ chỉ nghĩ bỏ tiền ra cho con cái là xong, trong khi hậu quả thì họ không có lường tới. Nếu tụi mình dừng lại thì sao đây? Ông lo cái gì? Không có mình á thì còn có những dịch vụ khác mà, đâu phải chỉ có tụi mình chịu trách nhiệm đâu. Đúng. Nhưng những người khác làm công việc này, họ chỉ biết làm và trách nhiệm với đồng tiền, chứ họ không để ý tới những gì để lại sau khi họ làm. Dù gì mình cũng là thanh niên, mình hiểu hơn tụi nó, có khi còn hơn ba mẹ tụi nó nữa. Ông hiểu không? Tại vì họ không chịu hiểu thôi. Chứ không có cha mẹ nào mà sinh con ra mà không hiểu tính tình con cái mình hết á. Nhưng có những người muốn hiểu, hoặc hiểu mà không làm cái gì được, tôi sẽ vẫn làm. Còn mọi người muốn làm thế nào thì tùy mọi người. Con ơi, cho chú hỏi thăm, đây có phải công ty bảo mẫu không? Dạ, dạ đúng rồi chú. Dạ, dạ con mời chú vô nhà. Dạ chú nói đi. Chú được giới thiệu tới đây, chú đang rất cần sự giúp đỡ nên tới đây nhờ các cháu. Chú hay là con chú à? Dạ, nếu như con chú thì tụi con có thể giúp được. Còn nếu là chú thì tụi con chưa dám hứa chắc à. Nó là con chú. Dạ. Nó là thằng con bất hiếu, nó dọa tự tử mà chú cũng không biết làm sao được. Tại sao vậy chú? Nửa năm trước, ba mẹ phải nghe con, đây là cơ hội không phải lúc nào cũng dễ dàng có được đâu. Khó khăn lắm á con mới bắt được mối. Bây giờ mà dừng lại á, chẳng khác nào thấy tiền mà làm ngơ. Là sao con? Mẹ chưa có hiểu nữa. Trời ơi, con nói nãy giờ mẹ chưa hiểu nữa hả? Vụ làm ăn này nè, nếu mà thắng á là lời được bạc tỷ, thậm chí còn hơn. Nhưng mà chắc chắn là thắng, tụi bà con rành lắm. Tụi con còn nhỏ, đã ra đời được bao lâu mà lớn tiếng vậy? Lấy tiền thiên hạ không có dễ đâu con. Không có cửa thua đâu ba ơi. Xui lắm á là què vốn thôi. Con tính hết rồi, ba đừng có lo. Không lo sao được.
Chuyện làm ăn chứ đâu phải chuyện chơi đâu. Người tính không bằng trời tính đâu con. Mấy đứa mới chập chững ra xã hội, tính làm sao bằng mánh khóe của người khác. Hơn nữa, đây là cái ngôi nhà của ông bà mình để lại, mình không thể nào mà mạo hiểm được. Ông bà thì cũng là vì con vì cháu thôi phải không? Ba mẹ sinh con ra để làm cái gì? Có phải là để giúp đỡ con sống tốt hơn đúng không? Bà thấy nè, con tốt nghiệp nửa năm nay rồi mà vẫn còn ngồi chơi nè, kiếm hoài không ra một cái công việc. Vậy con còn có ích cho ba mẹ nữa không? Có ích hay không ích là do con. Ba mẹ không phải lúc nào cũng chạy theo con được. Nhưng ba mẹ không giúp con á thì tự hỏi bây giờ có ai giúp được con bây giờ. Ba mẹ lúc nào cũng trách con á là chỉ biết ngồi không. Bây giờ cơ hội đến trước mặt nè, ba mẹ phản đối là sao? Nhưng ba mẹ không giúp con á thì tự hỏi bây giờ ai giúp con. Ba mẹ lúc nào cũng trách con á là chỉ biết ngồi không. Bây giờ cơ hội đến trước mặt nè, ba mẹ phản đối là sao? Ba mẹ rõ ràng á là không muốn hàng xóm láng giềng rồi họ hàng nữa cười vô mặt là vì đẻ ra một thằng con không ra gì mà, đúng không? Con nói hay thiệt. Phần của con phải lo chứ. Ba mẹ lo cho con tới bây giờ, việc còn lại phải do tự con quyết định chứ. Ba nói vậy là không có được. Ba mẹ giữ cái nhà này làm cái gì? Chết có mang theo được không? Ba nghĩ coi, căn nhà quan trọng hơn hay là tương lai của con quan trọng hơn? Con càng nói càng sai. Tương lai của con á là do con quyết định, ba mẹ chỉ giúp phần nào thôi chứ đâu phải là bằng mọi cách. Thôi được rồi, nếu mà không phải cái nhà này á thì là cái chung cư mà ba mẹ đã hứa cho con. Chung cư nào của con? Hả? Thì ba mẹ nói cái căn chung cư đó là để dành cho con để sau này con cưới vợ mà, thì nó là của con. Mà nhà cửa bây giờ á để đó là chết, nhưng mà tiền á, tiền không được chết, ba mẹ hiểu không? Ba mẹ ơi, đây là cơ hội đổi đời của con đó. Mày đổi lên voi hay đổi xuống chó vậy? Ba à, ba không thể lúc nào cũng nhìn vô mấy tờ báo hay là coi tivi mà có thể biết được là ở ngoài kia đó người ta đang dồ dập những cơ hội này như thế nào đâu. Thời trang á là số 1, không bao giờ lỗi mốt, lại bán rất nhanh. Cửa hàng của con á lại nằm ngay cái đường lớn, ba mẹ thử tính coi. Trong khi nhà cho người ta mướn á, tiền lời có được bao nhiêu đâu. Để ba nghĩ cái đã. Thôi, ba nghĩ xong á thì con cũng xong rồi. Ba lúc nào cũng nghĩ á, một giây ba nghĩ á là người ta kiếm được cái chục triệu kìa. Nếu mà không quyết được á thì để con quyết. Con không thể nào mà chờ đợi ba để tuột mất cơ hội này được. Rồi con tính làm gì? Ba mẹ không bán thì con bán. Bây giờ nhà đất đang thiếu, cần gì giấy tờ? Con chỉ cần chứng minh là con của ba mẹ thôi. Ba lúc nào mà không được. Mà con nói thiệt nha, giấy tờ ba mẹ cất ở đâu á con biết hết á. Mày thôi mà ông, thôi kệ nó, trước sau gì nhà cũng là của nó đó. Bây giờ ba mẹ để con chất dưỡng như vậy á, con có được không? Con gì là đàn ông nữa. Con quyết rồi, nhất định con sẽ bán. Ừ. Rồi sao chú? Chú có bán không? Phải bán thôi cháu à. Nếu không á thì nó cũng bán. Ngày nào cũng say xỉn kêu la, vợ chồng chú đau đầu chịu không có nổi. Rồi vụ đó dở phải không chú? Nè chú, con thôi chú lại 55 ngàn. Dạ 55 ngàn. Ừ. Cảm ơn chú nha. Ừ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đã có này nè. Gì vậy? Nhanh lên mẹ, lẹ lớn. Gì mà hớt hơ hớt hải vậy? Cái gì? Coi kìa, nhìn ở bên đường bác Bảy kìa. Ai ngờ chỉ chừng một tháng sau, nó báo tin bị hội bạn lừa. Tôi nói cầm tiền con qua Trung Quốc không phải đi buôn hàng thời trang mà là buôn thuốc lắc, rồi bị công an bắt. Bây giờ mất hết rồi,
cũng may là lúc đó con thoát được. Nếu không bây giờ con ngồi tù rồi đó ba. Vậy là mất hết rồi hả? Dạ. Nhưng còn một chuyện khác, chuyện này quan trọng hơn. Còn chuyện gì nữa? Mày làm khổ ba mẹ như vậy chưa đủ hay sao? Mà còn tới chuyện gì nữa? Ba mẹ phải cho con tiền để con chạy tội cho tụi nó. Cái gì? Mày khùng hả? Tụi nó lừa mày thì còn bạn bè gì nữa mà mày phải lo. Bây giờ tao đâm đơn tao kiện, thêm cái tội chiếm đoạt tài sản, lừa đảo có tổ chức, cho tụi nó đi tù rụng xương luôn. Ba, không có được. Nếu bây giờ mà ba không có tiền để con chuột tụi nó ra, tụi nó sẽ khai con là chủ hàng, là chủ mưu đó ba. Sao vậy được con? Tụi nó lừa sạch tiền của mình rồi, bây giờ còn tố giác con nữa là làm sao? Đúng, thì tiền đó là của con. Tụi nó có cả một đoạn phim ghi lại cảnh con bạn với tụi nó đánh hàng nữa. Mày có dính vô không? Khai thiệt đi. Thì con chỉ nói là đi buôn hàng thời trang, nhưng mà nó không có rõ ràng lắm. Ai coi bằng cũng nghĩ là con đi buôn hàng cấm hết á. Trời ơi, con ơi là con. Ba mẹ, ba mẹ thương con thì ba mẹ thương cho trót. Kỳ này mà không có tiền lo cho tụi nó ra là con đi tù. Con đi tù đục xương luôn á ba. Con ơi là con. Trời, giờ này mẹ khóc còn có ích gì nữa. Kiếp trước tôi có làm cái nghiệp gì không mà bây giờ tôi khổ như vậy nè. Con ơi là trời ơi, bây con. Giờ mày khóc làm cái gì? Bây giờ mày không có tiền cho con thì con cũng vô tù thôi à. Mày im đi. Mày biết cho tao, mày có chết là cái xó xỉnh nào tao cũng không cần biết. Tao không có thứ con cái như mày. Ba mày không thương con, không xót con chứ gì? Được, con chết là ba mẹ vừa lòng chứ gì? Chứ con vô tù á thì tụi nó cũng giết con thôi. Đi đâu vậy con? Con tính giết ba mẹ hả? Hả? Mày cứ để con chết đi cho rồi. Đằng nào tụi con cũng phải chết mà. Thôi, con đừng đi đâu hết á. Đi vô. Mày cứ để con chết đi, không muốn sống luôn mà. Đi vô đi con. Mày đứng lại đó. Đi vô. Đi vô đi con. Ngồi xuống đi rồi bình tĩnh. Ba mẹ từ từ tính cho con. Đó, mày làm cái gì thì làm. Con ơi là con. Chú đưa cho nó hơn 100 triệu là số tiền còn lại sau cái vụ bán chung cư của nó. Định để dành cho nó sau khi làm ăn thua thiệt. Vậy mà... Vậy là Lâm á nắm được điểm yếu của cô chú rồi. Càng nhân nhượng với nó sẽ càng làm tới cho mà coi. Lúc đó chú làm sao mà nghĩ thông suốt được hả? Chú cứ lo là con của chú sẽ vào tù. Ai ngờ nó còn chưa chịu dừng lại ở đó. Còn gì nữa hả chú? Chị cứ bình tĩnh kể cho tôi nghe. Rồi sao nữa? Nó đòi hỏi gì nữa vậy chị? Nó đòi ông nhà tôi phải bán luôn cái căn nhà đang ở, rồi đi mua cái chỗ khác rẻ hơn ở, để mà nó dư tiền nó chạy tội cho bạn nó ra tù. Sao bác không báo công an? Thà giải quyết tận gốc đi, chứ càng để tụi nó càng làm tới á. Lúc đó thì không phải bác mà cả Lâm á cũng không có sống nổi đâu. Bây giờ hai bác không có thể nào mà theo lao được nữa. Ông Bảy, ông bắt nó phải đi khai báo sự thật với lại công an, rồi nhờ họ can thiệp. Tại vì nó đang bị đe dọa. Nó cứ một mực là đòi lấy tiền để cứu bạn, rồi cứu cả bản thân nó nữa. Tại vì không có tù tội cũng bị tụi bạn nó cắt cổ. Trời ơi, nó đang bỏ rơi tụi bạn nó trong lúc hoạn nạn. Chị nghĩ coi, làm sao mà ông nhà tôi có thể bán cái nhà hương quả ba đời của ông bà để lại. Rồi nó có chịu hôn hay là vẫn cứ đòi nữa? Thì đó, bây giờ cứ lâu lâu nó lại đòi tự tử. Ông nhà tôi, ông phải bắt tôi về quê, tại vì sợ tôi bị ảnh hưởng theo. Ông nói tôi mà còn ở nhà là nó càng làm tới đó chị.
Tôi đi lỡ hết chuyện chị. Tôi tưởng đâu tôi đi là yên ổn, nào ngờ cuối tuần trước nó mua cái lọ thuốc gì đó. Nó nói là thuốc ngủ. Nó nói nếu tháng này mà không lo tiền cho nó là nó uống. Trời. Hai vợ chồng tôi tìm hoài mà không thấy chai thuốc nó để đâu. Chị ơi, giờ chị cứu tôi đi chị. Chứ vậy tình trạng này tôi sống không nổi đâu chị. Bình tĩnh. Bình tĩnh chị à. Con Lan nhà tôi nó cũng không phải tài giỏi gì đâu. Hay tôi nghĩ chuyện này á, chị nhờ chính quyền can thiệp coi sao. Thằng Lâm nó nhỏ, nếu mà đưa ra chính quyền là nó tự tử liền. Tại vì tụi bạn của nó tay mắt khắp nơi á, hễ mà có ai dính vô á, tụi nó biết, tụi nó giết liền. Có chuyện đó nữa hả? Dạ, tôi xin chị. Lan à, lúc đang tuổi thanh niên mà từng chơi với thằng Lâm á, nên tôi mới dám nhờ giả chị. Thiệt lòng tôi, ân huệ này tôi không dám quên. Bác à. Thôi. Thôi thôi. Chú à, tụi con sẽ nhận vụ này, không thể để như vậy hoài được. Vậy thì tốt quá, làm phiền mấy cháu. Dạ. Tốn bao nhiêu á chú cũng chịu. Tiền á chỉ là chuyện nhỏ thôi, bây giờ quan trọng á là phải làm cho ra vấn đề này. Càng để lâu con thấy nó càng không ổn đâu. Bây giờ chú tính sao chú? Chú định nhờ mấy đứa coi thử thằng Lâm nó đang dính vô chuyện gì. Trước giờ chú cứ đi làm suốt ngày, ít khi nói chuyện với nó, thành ra chú không có hiểu nhiều về bạn bè với lại các mối quan hệ của nó. Dạ được, tụi con sẽ giúp. Nhưng trước mắt cần coi cái vụ vô tù có thiệt hay không đã. Vợ chú thì phải né về quê rồi, chỉ còn chú với nó. Cần gì á thì mấy đứa cứ gọi. Dạ. Vậy chú cho con xin địa chỉ đi. Số 24 đường 49 phường Bình Thuận, quận 7. Bình Thuận hả chú? Ờ, quận 7. Dạ rồi, chú cứ yên tâm đi, trong vòng một tháng nữa đó tụi con sẽ giải quyết em đẹp chuyện này cho chú. Cảm ơn hai đứa nghe. Dạ. Dạ. Giờ chú về con sao đã? Dạ. Chú về dạ. Nghe. Dạ. Dạ chào chú. Dòm cái gì mà dòm? Làm thôi. Từ ngày mai mình sẽ bắt đầu. Ông chưa biết cái vụ này như thế nào mà sao đã mạnh dạn tuyên bố vậy? Chuyện lớn hơn á mình còn làm được, huống hồ gì chuyện nhỏ nhặt này. Ông yên tâm đi, tụi mình ra tay là đâu vô đó hết. À mà quên nữa, có nên báo cho Lan biết không? Thôi, đừng để Lan dính vô cái chuyện này nữa. Ừ, vậy cũng được. Mình bắt đầu vô kế hoạch luôn đi. Con nghĩ gì về Lâm? Con chỉ nghĩ là con người thay đổi nhanh quá. Hồi mới cấp 1, Lâm và con vẫn hay đi học với nhau. Lâm ốm nhom ốm nhách rồi, nhẹ nhàng tới mức mà tụi nó cứ ghẹo hoài, nói là không biết con trai hay là con gái. Vậy mà bây giờ mẹ, bác Bảy đã vất vả tới nhà mình vậy, không lẽ mình thấy chết mà không cứu? Thôi, ăn đi cho xong bữa, mai còn dậy sớm phụ mẹ. Ngày mai ngày lễ bán đông khách lắm đó. Tội nghiệp nhà bác Bảy thiệt á. Có một mình Lâm là con trai à. Hồi đó bác mua căn chung cư á, mời nguyên một xóm tới ăn ba bữa liền luôn. Mới có mấy tháng đi sạch luôn. Nhưng mà không hiểu thằng Lâm nó mắc cái chứng gì nữa. Con không hiểu á, là người như Lâm lại ra nông nổi đó. Mà con chỉ nói như vậy thôi. Nè, chỉ lần này thôi đó nha. Mẹ, mẹ cho con làm thiệt hả? Nhưng mà mẹ nói trước đó,
Mẹ cấm con không được dùng tình cảm để lừa gạt người khác, cấm nói dối mẹ. Nói chung á là cấm đủ thứ hết. Nếu như mà con cố tình vi phạm nữa đó thì không cần giải thích thêm với mẹ nữa đâu. Dạ nhớ, con chắc chắn mà mẹ. Con không hề... Thôi được rồi, mẹ không nghe nữa đâu. Chừng đó là đủ nhức đầu lắm rồi. Mẹ chỉ thương bác Bảy thôi. Tụi con làm sao thì làm, giúp được bác thì mừng. Còn không á thì coi như mình cũng đã hết lòng với bác rồi. Rõ không? Dạ. Mẹ đúng là tuyệt vời. Mẹ ăn đi mẹ. Nè, nè, mẹ ăn đi. Cái con này. Thôi con ăn đi. Dạ. Ủa Hiệp, mới tới hả? Mở cửa đi. Ủa Lan, vô nhà đi, có phi vụ mới nè. Hôm qua cũng có khách tới, Hiệp với Long đã nhận lời giúp họ rồi. Sao lẹ dữ vậy? Mà sao không ai nói cho Lan biết hết trơn? Rồi bây giờ nhận hai vụ cùng lúc, biết xử lý sao đây? Bà nói gì lạ quá. Bà bị cấm rồi còn nói gì nữa. Tụi tôi cũng tính giải tán, nhưng mà thấy bực bội vụ này quá cho nên tính làm. Ê, mà sao bà đi được vậy? Thì cũng vì cái vụ mới nhận nè mới đi được đó. Thiệt dễ sợ. Là sao? Vì cái vụ này á là vụ của một người bạn của mẹ Lan. Con của bác đó học với Lan hồi cấp 1. Lúc đầu á mẹ cũng không cho đi, nhưng mà người ta tới tận nhà nhờ giúp cho nên mẹ Lan mới cho đi luôn. Ủa sao nghe có vẻ trùng hợp vậy? Vụ tụi tôi mới nhận á, nói về một người con suốt ngày đòi tự tử. Con của bác này cũng vậy á. Lạ thiệt. Sao nhiều người muốn chết quá vậy? Chết đâu giải quyết được vấn đề gì đâu. Hậu quả sau này có chết thì ai chịu đây? Bây giờ tính sao đây? Cả hai vụ đều không thể đợi được. Hơn nữa vụ này là bạn học cũ của Lan. Thì hai người cứ làm việc của hai người đi. Vụ của tôi để tôi lo được rồi. Bà sao vậy? Bà nghĩ tụi tôi có thể để bà một mình làm hay sao? Bây giờ như vậy, mình cứ xem xét từng vụ một. Còn nếu mà thấy cả hai vụ quan trọng thì làm hai vụ luôn. Vậy mới là bạn tốt của tôi. Chứ sao? Chứ còn Hiệp thì sao đây? Bây giờ ưu tiên cho phụ nữ trước. Qua nhà bạn cũ của Lan đi ha. Đi. 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 Nhanh lên. Ê, đúng rồi. Biết ngay mà. Lúc đầu tôi thấy ngờ ngợ rồi. Ai ngờ. Ông cười gì vậy? Mà ngờ ngợ gì? Đây cũng chính là địa chỉ mà khách hàng tìm gặp Long với Hiệp á. Vậy là tụi mình vẫn làm chung với nhau, cùng một đối tượng sao? Nghĩa là nhóm tụi mình á không bao giờ bị chia rẽ. Ý trời đã định rồi, có né cũng không có được đâu. Nhà này không có thứ con cái gì mày. Mày muốn đi đâu thì mặc xác mày nghe chưa? Mày cút khỏi nhà tao đi. Được thôi. Rồi bà cứ ngồi chờ ở nhà mà hốt xác con gì. Nè, bạn cũ của Lan là vậy đó hả? Lâm thay đổi nhiều quá. Thôi mình vô đi. Ủa Dạ chào chú. Vô đi mấy đứa. Dạ con chào chú. Ngồi đi ngồi đi. Dạ chào chú. Nè. Cảm ơn chú. Uống nước đi cháu. Cảm ơn chú. Dạ con cảm ơn chú. Hiệp với Long thì tôi biết rồi. Còn cháu là... Mẹ tụi con. Dạ con tên là Lan. Con cùng nhóm với Hiệp và Long nè. Hôm bữa
Bác gái đã qua nhà nói chuyện với con rồi. Dạ đúng rồi, tụi con làm việc chung với nhau mấy vụ rồi nên chú cứ yên tâm đi. Dạ. Chú, hồi nãy là Lâm phải không chú? Ừ. Nó tính đưa ra yêu sách gì phải không chú? Chú cũng không biết làm sao với nó đây. Nó càng ngày càng quá đáng. Tiền có bao nhiêu chú cũng không tiếc, nhưng với cái tính cách này á, sớm muộn gì nó cũng hư thêm thôi. Vậy cuối cùng là có chuyện gì vậy bác? Nó đòi bằng được tiền. Có tiền để cho nó đút lót cho người ta, lo cho cái đám bạn của nó. Lần trước đã hơn 100 triệu còn kêu chưa đủ đâu. Bây giờ còn đòi nhiều nữa, lo sao nổi chú. Chú cũng không biết nữa, nó cứ nói như vậy. Hồi nãy nó còn đem thuốc ra dọa uống tự tử nữa. Chú lo quá, nó mà có mệnh hệ nào thì cô sống không có nổi đâu. Chú cũng đang định gọi mấy đứa để coi mấy đứa có cách nào giúp giùm chú. Tình hình ngày một xấu đi rồi. Thì rõ ràng xấu đi cho nên chú Bảy mới nhờ tới tụi mình. Không, tôi nói là nói tới bạn thằng Lâm kìa. Nếu phải chịu tội thiệt á thì chưa chắc gì vài trăm triệu đã lo được. Chưa nói những cái việc đó là việc không thể. Dính vô thuốc lắc á, chỉ có nằm im một chỗ thôi. Luật bây giờ á, nghiêm với mấy cái tội này lắm. Ừ. Đằng này á, Lâm lại nói là chỉ cần có vài chục triệu. Có nghĩa là Lâm đang mặc cả. Tất cả hình như đang trái ngược với những điều Lâm nói. Tôi nghĩ là Lâm đang nói dối đó. Nói dối à? Dạ. Có nghĩa là vậy tính sao mấy đứa? Hai người á, biết chuyện gì thì nói đại đi, đừng có vòng vo nữa. Nói ra đi. Chú, theo con á thì bây giờ tốt nhất là như vậy nè. Chú nên đưa tiền cho thằng Lâm. Ông cùng hả? Đưa tiền cho nó? Bộ ông tính nói giáo cho giặc hay sao vậy? Tự nhiên đưa tiền, nghĩ cái trò gì đâu không à? Như vậy là làm sao? Chú chưa hiểu. Con tính như vậy, chú cứ đưa một ít tiền cho Lâm, còn tụi con á sẽ đi theo coi Lâm nó dùng số tiền đó vào mục đích gì, và mục đích thực sự của nội bộ việc này là sao. Ừ, ông nói nghe cũng có lý. Bây giờ càng làm căng với Lâm á thì mình càng bị nó quay như trong chóng á. Sớm muộn gì mình cũng phải làm theo ý của nó thôi. Tốt nhất á là cứ chơi những gì mà nó muốn, và mình cũng sẽ có được cái gì mà mình muốn. Con nghĩ có lẽ đây là cách duy nhất để biết sự thật đó chú. Nhưng mà làm vậy liệu có ổn không con? Lỡ như nó ôm tiền rồi nó trốn luôn thì sao? Ổn mà chú, tụi con sẽ làm được. Tụi con đảm bảo á sẽ không để Lâm tiêu số tiền đó đâu chú à. Việc đã tới mức này rồi á thì mình phải tự tìm cách gỡ rối thôi chú à. Chú cứ bình tĩnh, tối nay chú cứ đưa tiền cho Lâm đi, tụi cháu sẽ ở bên ngoài đó. Nếu Lâm đi, tụi cháu sẽ đi theo coi Lâm đang làm gì. À, chú nhớ nhắn tin cho tụi con nha. Hy vọng là mọi chuyện tốt đẹp. Chú cũng chẳng biết làm gì hơn là bây giờ phải tin mấy đứa. Chợt đến như nỗi nhớ, chợt về trong giấc mơ, hình như là đợi chờ nên đứng ngoài hiên vắng. Hình như là mây trắng rộn rã lúc tan trường, hình như là vẫn vương một khung trời nho nhỏ khoảng cách bạn và tôi. Hình như nắng chia rồi, hãy về, hãy trở về tuổi thơ đầy mơ ước khát khao. Hãy cùng tay nắm chặt tay và cùng nhau khao khát chưa
và trông gai luôn đợi chờ. Này bạn ơi, hãy vững tin vì ta luôn bên nhau. Hãy về, hãy trở về, tuổi thơ đầy mơ khát khao. Hãy cùng tay nắm chặt tay và cùng nhau khao khát tương lai rộng. Dù phía trước đường còn dài và trông gai luôn đợi chờ. Này bạn ơi,